Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh lại tiếp tục chia sẻ đồ gỗ cao cấp. Mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn, thì cả nhà và các bạn đã biết đồ gỗ cao cấp mà tự sáng tạo. Thì Trần Canh đã sáng tạo rất là nhiều đồ gỗ cao cấp để làm vật dụng trong gia đình. Thì hôm nay Trần Canh lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà và các bạn video ngắn nói về đồ gỗ cao cấp của nhà Trần Canh Opico. Xin mời. Thưa cả nhà và các bạn, đây là một cái bàn gỗ cũng rất là đẹp, tự nhiên vân gỗ rất là đẹp này. Đó, các bạn xem vân gỗ, rất là chuẩn luôn, màu đỏ. Các bạn xem, và cái giường này cũng rất là gỗ, rất là đẹp luôn, rất là cao cấp. Gỗ này gọi là gỗ hương nha các bạn, cái giường hương này, đẹp không? Ok. Và cái ghế này cũng là một ghế gỗ cao cấp luôn. Bạn xem, ghế này bằng gỗ trứng gai nha các bạn. Và đặc biệt gỗ này là gỗ bằng ninh, mình làm cái bàn thờ rất là chuẩn luôn, hợp luôn. Ok. Và đây là một cái góc gỗ muồng màu đen rất là đẹp. À, các bạn xem kỹ. Ok. Và tiếp theo đây là cũng là một cái ghế gỗ bằng trích trích gai các bạn. Và đây là một cái bàn bàn ngẫu hứng các bạn. Đây là gỗ bình minh, bàn này cũng rất đẹp. Và đây là một cái đôn cũng là gỗ trích gai luôn. Đây là một cái tác phẩm gọi là ngọn hải đăng, rất đẹp, đèn biển không tắt các bạn. Đó là vật dụng để treo đồ trong nhà. Ok. Và tiếp theo đây là một cái cũng là cây gỗ trích rất là đỉnh cấp. Vừa rồi cây này mình móc xích đu lên mình ngồi các bạn. Bây giờ mình tháo ra mình thay đổi cái mốt khác. À, đây là một cái bàn cũng sáng tạo có cái gai. Bàn là bàn gỗ muông. Và đặc biệt hơn nữa, cái này là cái hộp thư. Các bạn xem cái hộp thư mình đỡ mình đựng thư các bạn. Nên là cái nắp của nó. Đó, các bạn xem. Đây là cái nắp là bằng gỗ muông nha các bạn. Còn đây là bằng gỗ cây kiến. Rất đặc biệt. Đây là mình bỏ thư vô đây. Mình nhét thư vô đây. Đó, hộp thư rất đặc biệt luôn. Hộp thư. Và mình nắp đây mình mở ra. Mở ra mình lấy thư. Ok. Cái này là cái đớ của nó. Và mấy cái ghế này là gỗ bình minh. Rất đẹp. À, trên tường mình trang trí những cái đèn đèn gió này cũng rất là đẹp các bạn. Mình liên tục thay đổi vật dụng trong nhà từ vị trí này sang vị trí khác các bạn. Ở đây là một cái bàn cũng bằng trách rất là đẹp.
Bạn rất là nặng nha các bạn. Rất nặng luôn. Đây là cục đôn gỗ xế xì. Và tiếp theo, đây là gỗ này gỗ mình trách mình làm hai cái bàn. Hai cái bàn tròn cho em bí học bài. À, rất là đẹp ha. Mặt tròn lớn để học và mặt tròn nhỏ để trang trí đồ để chơi. À, để học. Rất đẹp các bạn. Là cái đôn nó đỡ em bí bấm bơ lên chơi này các bạn. Các bạn thấy không? Cái đôn mà nó đỡ bấm bơ em bí chơi. Rất là tuyệt, tuyệt vời. Ở đây là một cây móc mũ. Móc mũ như thế này. Và móc cặp. Cặp để đi học. Ui cha, cặp nặng thế. Và đặc biệt hơn nữa thì cái tấm lịch này bằng gỗ bằng ninh. Và chóp trên thì mình làm bằng gỗ trách các bạn. Và hơn nữa cái này là một cái võng. Cái võng hoàn toàn bằng gỗ trách gai luôn. Đó các bạn xem. Đó, nó cốt nó này. Và tiếp theo là một cái bàn. Bàn này hấp dẫn các bạn. Bàn này bàn chữ U này. Bạn xem cái bàn này chữ U này. Rất đẹp chưa? Chữ U và chữ V. Đây. Bàn này cũng sáng tạo luôn các bạn. Rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Và đặc biệt cây này là cây móc mũ nữa các bạn. Bằng gỗ bằng ninh. Cho thằng con trai nó móc mũ. Và cặp. Như thế là cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video đồ gỗ cao cấp. Cảm ơn cả nhà và các bạn. Xin hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn và hấp dẫn hơn. Xin bye bye.